Chào đón các bác đến với một siêu phẩm. Em tiếp tục về được hai đôi loa BMW kép CD N1 các bác nhé. Dòng này cách đây khoảng độ 7-8 tháng trước em có về được một đôi, và gần một năm trước về đôi. Lần này được hai đôi. Hai đôi còn nguyên thùng xốp cho bác luôn. Dòng này còn nguyên thùng xốp cho bác ạ. Ngày trước em nhớ là cách đây khoảng 5-7 tháng, hai đôi trước là nhớ là gần 20 triệu thì phải. Nhớ là 19 triệu 9 hay là 20 triệu bao nhiêu ấy. Đợt này nó có cao hơn so với trước mấy trăm nghìn bác. Đợt này là 20 triệu 900 bác nhé. 20 triệu 900 một đôi. Bắt đầu nhanh tay thì lấy thôi. Và các bác là không có đâu. Nói thật luôn đấy. Và em Tuấn cũng nói luôn là giá nó lệch hơn so với trước là mấy trăm nghìn. Các bác nào không tin thì vào kênh của em vẫn còn giá của cái ngày tháng đấy. Bác cứ gõ cái model con này này. BMW kép W này. CDM1 à, NT. Gõ vào trong kênh của em. Cách đây 5-7 tháng nó vẫn về những cái đôi này. Có đôi màu vàng, có đôi màu đỏ tím, màu đỏ bỏ đỏ ấy đấy, mẫn chín ấy. Hoặc là bỏ bóc đô ấy. Giá còn nguyên. Kênh của em Tuấn không bao giờ xóa giá. Nên em nói là lần nào em nhập nó bị cao, là cái đầu bên kia người ta sẽ báo em là à, đợt này nó cao hơn so với trước. Có nghĩa là ngày trước người ta giao cho em, ví dụ như ngày trước người ta giao cho em là ví dụ như là 19 triệu rưỡi chẳng hạn, thì em về em thêm triệu hay là mấy trăm em lên chẳng hạn, hay 18 triệu rưỡi chẳng hạn. Bây giờ thì họ bảo so cao với trước mấy trăm, thì em cũng nói với các bác là như với trước mấy trăm, em cũng thêm mấy trăm cho nó rõ. Cũng như kiểu chiều nay em giới thiệu cho các bác là cái lô mà loa B3 đấy. Từ ngày sáng ngày hôm qua trở về trước thì bán cho các bác 6 triệu 3 thật. Có nghĩa nhận nhận ngày ngày hôm kia hôm kia là em nhận các bác là giá 6 triệu 3. Đến hôm qua em trả là 6 triệu 3. Nhưng đến hôm nay, có nghĩa là sau ngày hôm qua thì em muốn lấy thêm nữa thì em lại phải phụ cho khách, cho người ta thêm 300 một đôi nữa. Lại phải lên 6 triệu 6. Mà 6 triệu 6 chả còn bán nữa bác. Đúng thật là đôi loa nó đẹp như thế, em có giả triệu nữa em dám giả. Đấy, cái giá trị của nó ở đấy. Nên chính vì vậy mà báo cáo các bác là xong cái clip này thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Các bác em khẳng định với các bác là bác nào nhanh tay thì lấy. Loa còn nguyên thùng thì em không nói cái gì nữa rồi. Giá thì em Tuấn cũng đã báo giá cách đây cả vài năm, bao nhiêu năm. Nó chỉ chênh nhau có vài trăm nghìn thôi, chứ không phải nó chênh nhau đến nhiều triệu, đúng chưa? Nên em khẳng định là nó sẽ rất nhanh bay. Em khẳng định rất nhanh bay bởi vì là nó chênh nhau với trước kiểu vài trăm nghìn. Mà trước em đăng những cái đôi lấy lên chỉ trong thời gian là, có nghĩa là thời gian cái là bay hết. Nên nó chênh nhau vài trăm nghìn thì bác nào chưa có thì bác liên hệ với em. Nếu các bạn nào có gọi em không nghe được máy, bác nhắn tin là cho anh chốt đôi loa này. Thế là nhắn tin là em sẽ chuyển nhắn tài khoản cho. Bởi vì có nhiều lúc là em bận công việc hay là em đợt này cháu nó mệt, nó nghỉ chẳng hạn, em không dám nghe. Em có thể nhắn tin cho bác nhé. Thì đấy, để chốt bằng tin nhắn cũng được. Chứ còn đừng gọi Zalo bác nhé. Mua hàng mà các bác nào gọi Zalo em đã nói trước rồi đấy. Mua hàng của em không bao giờ em nghe Zalo đâu. Có vẻ em coi các bác là đốt tiền, các bác là tốn tiền các bác. Mà gọi Zalo ấy, em nối điện thoại Zalo của các bác đang alo mấy câu ấy thì cuộc gọi chính, cái Zalo nó chỉ là phụ thôi, cuộc gọi điện thoại thì gọi chính thì mình bán hàng mà. Khách gọi liên tục gọi đè mất. Nói thật là bác nào mà gọi Zalo, bác nào không tin cứ gọi cho em phải 2-3 lần bị mất, gián đoạn bởi vì tại sao? Cuộc gọi liên tục nó đè. Nên do vậy mà bác mua được đôi loa mấy chục triệu hay mua được đôi loa 5-3 triệu có rẻ nhất thì đôi 3 triệu hay 1-2 triệu rồi. Bác không tiếc gì 1.000 đến 2.000 bác gọi điện cho em nhé. Hộ em. Còn không thì nhắn tin em trả lời cho. Để cho nó thoải mái nói như vậy để các bác hiểu. Chứ các bác đừng gọi Zalo nữa. Gọi Zalo em không nghe đâu. Vừa nghe xong vừa nghe cái lại mất. Vừa nghe xong mất. Không nói chuyện được gì. Không làm được việc gì. Mất việc lắm. Nên không nghe. Nhé. Rồi bác mời các bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Nếu bác nào thích xem thì xem tiếp. Em cứ đẩy ảnh về cho bác ngồi xem cho thoải mái.